nhà ta. Ô má ơi. Dở gì vậy? Rồi dừng lại luôn.
Phước cái lá không thấy gì em. Đó đâu rồi? Cô gái ngày nào đường đó đi công chuyện đi khoảng 2 giờ đồng hồ nghe anh em. Trên đường đi thì gặp một số em này nên đảm test thử một cái loại ná mới của đảm ha. Đảm đang làm một số ná để bán mong anh em ủng hộ ha. Rồi. Bye anh em.